Thời thơ ấu tôi đã đi bụi đời khi nhận tin em LNNM nam sinh học lớp 10 ở trường chuyên Hà Nội Amsterdam, 16 tuổi đã nhảy lầu tự tử ở tầng thứ 28. Chung cư Văn Phú Victoria, Hà Đông vào khoảng 4 giờ 15 sáng ngày 1 tháng 4 năm 2022. Em đã để lại một bức thư tuyệt mạng gửi bố, làm tôi giật mình hồi tưởng lại thời thơ ấu của tôi, lúc đó cũng trạc tuổi với em. Xóm tôi được gọi là cư xá Phú Nhuận, gồm 92 căn nhà, số nhà được đếm từ 1AB đến 46AB, A ở dưới đất, B ở trên lầu. Tôi có thằng bạn thân tên Đạt, nhà ở 22B, nhà tôi ở 10B. Thời tuổi trẻ 17 tuổi, khi học lớp đệ nhị lớp 11 chúng tôi phải thi tú tài một. Nếu thi rớt phải đi Đồng Đế Quang Trung, ra trường mang cấp bậc trung sĩ. Tôi biết thi tú tài không phải chuyện dễ, khó lắm đấy. Vì rất nhiều người trong xóm tôi đã bị rớt, có người đi thi tú tài đã 4 lần mà vẫn rớt. Con gái thi rớt không sao, nhưng con trai như tôi mà rớt thì bị buộc phải nhập ngũ, đi lính. Không phải tôi sợ đi lính, nhưng cha mẹ nào cũng muốn con thi đậu để có tương lai, rồi còn được hãnh diện với xóm làng nữa. Nếu đậu có thể đi sĩ quan Thủ Đức, ra trường cấp bậc chuẩn úy. Còn nếu đậu thêm tú tài đôi, sẽ được đi sĩ quan Đà Lạt, ra trường cấp bậc thiếu úy. Tôi thường bị áp lực bởi ba tôi, còn Đạt thì vô tư, gia đình nó dễ lắm, không ai ép buộc nó. Hai thằng thường rủ nhau đi uống cà phê mỗi tối để nghe nhạc tình và nhạc phản chiến Trịnh Công Sơn, thường do Khánh Ly ca. Tuổi trẻ mà chết nhát lắm khi gặp con gái, nhưng ai cũng biết yêu thầm. Yêu trộm, trồng cây si nên dễ bị ghiền, bị khoái nhạc tình lắm, như Cọi Nắng, Trên Vai Em Gầy, Đường Xa Áo Bay. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, trời ươm nắng, cho mây hồng, trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang, từng ngón tay buồn em mang, đi về giáo đường ngày chủ nhật buồn. Đạt và tôi, học thì ráng sức học nhưng chơi thì phải chơi. Chơi vì tình bạn bè. Rồi một hôm đó, Đạt rủ tôi đi uống cà phê, nghe nhạc. Lúc đó tôi đang học, ba tôi đã cấm cản tôi, không cho đi. Quý bạn thử nghĩ coi, làm sao tôi học được? Tôi buồn lắm, và buồn vô cùng luôn. Đến tuổi đi lính rồi, tôi tự coi mình đã trưởng thành nên đã viết một lá thư, không phải đòi tự tử như LNNM mà là đi bụi đời. Tôi viết cho ba má tôi đại khái như sau: Kính thưa ba má, con đã lớn khôn rồi, con muốn được tự lập, con muốn tự quyết định những việc làm của con mong ba má đừng cản trở con, ép buộc con phải học, buộc con phải ra đi. Dù con biết đi là khổ, nhưng con phải đi bụi đời vì không chịu đựng nỗi sự ép buộc của ba má. Thế rồi tôi đạp xe đạp đi ra khỏi nhà, lúc đó khoảng 5 đến 6 giờ chiều. Tôi không mang theo gì cả, kể cả quần áo và tiền bạc ngoại trừ một bộ đồ mặc trên người. Biết đi đâu bây giờ? Trong đầu tôi không có một chỗ nào để đến. Lẽ dĩ nhiên tôi cũng có nhiều bạn bè, nhưng tôi không nghĩ phải nhờ vả đứa nào. Tự nhiên chiếc xe đạp nó tự đưa tôi đến chợ nhỏ rồi chợ cây quéo. Ở chợ nào cũng giống nhau, gồm rất nhiều sạp gỗ. Lúc đó trời đã gần tối. Tôi ngồi và nằm trên những sạp gỗ ở chợ. Sạp nào cũng có mùi hôi cá, hôi thịt, hôi rau, hôi đủ thứ, và ở đó chẳng có ai, không thấy một người buôn bán. Nằm một chút, tôi đã thấy nhiều con muỗi đã đánh hơi ra thịt thơm tho của tôi. Chúng là những con háu đói, tấn công tôi khắp mọi nơi, dù tôi đã đập chết rất nhiều con. Lúc này, tôi mới cảm thấy sự đau khổ khi không có giường, không có gối, không có mền, bụng đói, miệng khát nước, tay luôn đập muỗi. Gác tay lên trán, tôi ngẫm nghĩ cuộc đời. Con người mà không có nhà, sao khốn khổ đến thế này? Tôi thắc mắc hỏi, vậy những đứa trẻ bụi đời phải sống như thế nào đây? Bởi thế, sau này lớn lên tôi mới thương những đứa trẻ bụi đời, những dân oan mất nhà, mất đất. Và tình nguyện đấu tranh cho họ. Tôi vẫn tiếp tục nằm suy nghĩ. Bây giờ mà trở về nhà thì quê quá, vì lòng tự ái của tôi còn cao lắm. Tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ tìm chỗ để ngủ, tìm việc làm để có thể kiếm tiền lo cho bao tử, nhưng chẳng biết tìm ở đâu. Tôi miên man, lẩm nhẩm trời đất bao la mà sao ta chẳng có chỗ dung thân.
thì giờ gần như qua rất chậm và rất chậm. Tự nhiên tôi nhớ nhà. Không biết giờ này ba má tôi có lo lắng cho tôi hay không? Còn bà nội tôi nữa. Và những anh chị em của tôi. Họ biết tìm tôi ở chỗ nào đây? Như có thần giao cách cảm. Lúc đó trời tối đen như mực, chắc khuya lắm rồi. Có lẽ 10 đến 11 giờ tối tôi đã đi bụi được 5 đến 6 tiếng rồi. Tự nhiên tôi thấy tôi cần phải trở về nhà. Sau này biết được, bà nội tôi đã bắt chảo nóng lên rồi bỏ cái áo cũ của tôi giang mà không có dầu mỡ. Đó là lúc tôi đang nóng lòng muốn về lại xóm chứ chưa muốn về nhà đâu. Tôi vừa đạp xe đến cổng cư xá. Tôi thấy vài đứa bạn rồi có đứa hét to thằng B kia. Thế là mấy đứa bạn níu xe tôi lại rồi ôm chầm lấy tôi coi như bắt tôi như một tội phạm. Trong đó có đứa nói, mày về nhà đi. Bà nội và ba má mày đang lo cho mày lắm đó. Tôi vẫn muốn đạp đi nhưng chiếc xe vẫn không thể chạy được tại tụi bạn chúng nó giữ chặt quá. Tôi bước vô nhà, ba má tôi rất mừng rỡ đón chào tôi. Nhất là bà nội tôi vui mừng khôn tả và nhắc lại đã giang cái áo của tôi nên tôi tự thấy nóng quá mà về nhà. Sự thật tôi chẳng có nơi nào để ở. Và những con muỗi cứ trực chờ, lúc tôi sơ ý thì cứ hút máu, làm sao tôi chịu nổi, tôi phải về nhà thôi. Ba tôi đã không giận tôi một chút nào mà còn vui vẻ nói với tôi con đã lớn rồi. Ba hứa sẽ không ép buộc con học nữa. Hạnh phúc vỡ òa trong trái tim non trẻ của tôi. Sau đó tôi đã thi đậu tú tài một và tú tài đôi, thằng bạn của tôi cũng thế. Tôi viết câu chuyện này để những cha mẹ học một chút kinh nghiệm tìm hiểu những đứa con khi sắp sửa đến tuổi trưởng thành, không nên ép buộc nó học nhiều quá khi nó đang cần chơi vui với bạn bè. Hãy để nó được tự do tận hưởng thời tuổi thơ của nó, không cần phải đạt thành tích. Thành tích chẳng thấy đâu, chỉ thấy những thảm họa.